Hòa thượng dẫn theo một con gà trống cùng nhau ngồi thiền, nhưng lại bắt gặp sự phá rối của một con muỗi. Con gà trống lúc này đang vô cùng tức giận, lập tức bắt đầu triển khai bắt giết con muỗi. Nhưng tiếng gà gáy lại làm ồn tới hòa thượng. Ông ta dùng kim bát để nhốt con gà trống vào bên trong. Lúc này con muỗi lại bay tới phá rối lần nữa. Cộng thêm con gà trống đang không ngừng gáy thật to, khiến cho hòa thượng không thể tĩnh tâm mà ngồi thiền được. Ông ta than một hơi thật dài A-di-đà Phật, cầm lấy miếng lót bằng sắt đi tới một địa điểm khác. Không bao lâu sau thì ông ta đi tới một sơn cốc, ông muốn ngồi thiền ở ngay vị trí giữa của cây cầu đá. Lúc này con gà trống một lần nữa đuổi theo ông ta tới đây, còn bay lên trên cơ thể của ông, không ngừng phá rối ông, và phía dưới cơ thể ông chính là một vực thẳm sâu vạn trượng. Vì để bảo đảm an toàn cho cả hai, hòa thượng đã đưa tay lên bắt giữ con gà trống và ném nó ra xa bên ngoài hơn 100 mét. Và rồi trong một giây tiếp theo, cây cầu đá bắt đầu đứt gãy và hòa thượng rơi xuống phía dưới. Dù sao thì ông ta cũng là một võ tăng, nên ông ta đã lợi dụng khinh công bay lên trên cao. Sau đó ông không ngừng suy nghĩ và quyết định đổi một nơi khác để ngồi thiền. Lần này ông chất đống lên rất nhiều những tảng đá, chuẩn bị ngồi thiền ngay giữa bãi cát. Không còn sự quấy nhiễu của con gà trống nữa, hòa thượng có thể tĩnh tâm mà ngồi thiền rồi. Lúc này con muỗi lại một lần nữa bay tới đậu ngay trên mũi. Hòa thượng dùng miệng để thổi cho con muỗi bay đi, còn con gà trống nghe thấy động tĩnh bèn bay tới giúp đỡ hòa thượng đuổi con muỗi này đi. Tuy đã đuổi được con muỗi đáng ghét đó đi, nhưng nó lại một lần nữa làm phiền tới hòa thượng. Hòa thượng vô cùng tức giận bước thẳng về phía con gà trống, sau đó đưa tay ra giữ chặt lấy cơ thể của nó, rồi lại một lần nữa ném nó ra xa bên ngoài. Sau đó hòa thượng đẩy tấm lót bằng sắt đi lên đỉnh ngọn núi tuyết, nhưng thật bất ngờ là con gà trống cũng đã đi tới ngọn núi tuyết này. Vì để né tránh con gà trống, hòa thượng vội vàng đẩy tấm lót bằng sắt thẳng lên phía trước. Lần này nơi mà ông chọn để ngồi thiền là một ngôi miếu ở tận trên đỉnh núi tuyết, và đây cũng là nơi mà hòa thượng vô cùng sùng bái. Đột nhiên con gà trống phía dưới chân ông ta chui ra ngoài, hòa thượng đã bị con gà trống làm cho giật mình, khiến cho tấm lót bằng sắt lăn xuống dưới ngọn núi tuyết. Hòa thượng vô cùng tức giận giữ chặt lấy con gà trống. Sau khi nói lời từ biệt với con gà trống, ông ta trực tiếp ném nó lên phía trên cao hơn 9 tầng mây. Sau đó ông đi xuống núi để lấy lại tấm lót bằng sắt. Ông dùng tấm lót bằng sắt để chặn cửa ra vào của ngôi miếu này lại, không còn bị ảnh hưởng từ bên ngoài nữa. Do đó cuối cùng thì ông đã có thể an tâm mà ngồi thiền rồi. Nhưng còn chưa được bao lâu thì một hòn đá rơi xuống trúng ngay đầu ông ta. Không ngờ bên trong ngôi miếu lại vang lên tiếng vo ve của con muỗi. Hòa thượng hít một hơi thật sâu, lăn những hạt châu trong chuỗi hạt Phật châu mà ông đang cầm trên tay, muốn để cho bản thân mình được tĩnh tâm trở lại. Nhưng âm thanh vo ve của con muỗi thật sự quá lớn, tốc độ xoay của chuỗi hạt Phật châu cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hòa thượng lúc này cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, chỉ vì quá phẫn nộ nên đã kéo đứt luôn cả chuỗi hạt Phật châu. Sau đó ngẩng cao đầu phát ra những tiếng gầm đầy giận dữ, kết quả khiến cho ngôi miếu này xảy ra một vụ nổ lớn. Sau khi hình ảnh được kéo sát gần hơn, chúng ta nhìn thấy toàn thân hòa thượng đã bị các tảng đá chôn vùi, để lộ cái đầu chọc lóc của ông ra ngoài. Và con muỗi đó lúc này lại bay từ trên trời xuống, bò lên đỉnh đầu của ông chuẩn bị hút máu. Lúc này con gà trống đã tới kịp lúc, một hơi nuốt trọn con muỗi vào bụng. Nhưng điều kỳ lạ là một con gà trống vốn dĩ toàn thân mọc đầy lông vũ, sau khi ăn con muỗi đó vào thì vô tình thoát sắc đắc đạo thành tiên. Nó vô cùng kích động đứng phía trên đầu của hòa thượng. Sau đó cơ thể của nó bắt đầu phát ra ánh sáng chói chang. Nó dùng hai cái chân của nó để kéo hòa thượng ra khỏi đống cát bụi. Và như thế con gà trống sau khi ăn con muỗi thì đã thành tiên, tiện thể dẫn theo cả hòa thượng cùng nhau bay lên trời. Dù sao thì với tu hành của hòa thượng, chắc chắn là không thể nào bay được, bởi vì trong nội tâm của ông ta đã bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Còn con gà trống thì trong lòng không có chút tạp niệm, một lòng chỉ muốn ăn mất con muỗi này đi. Thế là con gà trống đã được phi thiên trước, tiện thể mang theo cả hòa thượng đi theo.